Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hành trình gian nan mua vàng ở thị trường tự do, tưởng dễ mà khó. Đi một vòng quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, trong vai người mua hàng, phóng viên tìm hiểu thị trường cho biết khi hỏi mua vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn. Nhân viên bán hàng cho biết vàng nhẫn trơn giá 76 triệu đồng một lượng, còn vàng miếng SJC chỉ có loại 1 chỉ giá 8,2 triệu đồng một chỉ, 82 triệu đồng một lượng, loại một lượng không còn. Tiếp tục cuộc hành trình mua vàng, các khách hàng lại tới các chi nhánh của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG và chi nhánh ngân hàng NH xuất nhập khẩu Việt Nam NC Bank ở quận 3 và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng các nhân viên giao dịch cũng báo không còn vàng miếng SJC. Giám đốc một công ty vàng ở thành phố Hồ Chí Minh nói hiện nay không còn tiệm vàng nào dám niêm yết công khai bảng giá vàng miếng SJC, nhưng thị trường vẫn có giao dịch theo đường riêng, bởi nhu cầu mua vàng miếng SJC của người dân vẫn rất lớn, trong khi việc đặt mua trực tuyến hoặc mua trực tiếp tại các ngân hàng và công ty SJC quá khó khăn. Hành trình gian nan mua vàng ở thị trường tự do tưởng dễ mà khó, khi thiếu hụt nguồn cung. Trước đó, nhóm phóng viên đến các tiệm vàng ở khu vực chợ Cầu, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh hỏi mua vàng miếng SJC cũng nhận được những cái lắc đầu vì các tiệm này đều không có giấy phép kinh doanh vàng miếng SJC do Ngân hàng Nhà nước cấp. Mấy tháng trước, tôi từng mua vàng SJC ở đây. Vì sao hôm nay lại không bán? Khi chúng tôi thắc mắc, người bán không trả lời câu hỏi mà tỏ ra khó chịu. Anh muốn mua thì đến các điểm được nhà nước cho phép kinh doanh vàng miếng SJC là có. Liên hệ với một chủ tiệm vàng ở khu vực chợ Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, người này cho biết hiện nay mua bán vàng miếng SJC không đơn giản. Người bán còn vậy thì người mua gian nan tìm mua vàng ở thị trường tự do cũng là dễ hiểu. Các tiệm vàng chỉ dám mua bán nhỏ giọt cho khách hàng thân quen, không dám giao dịch với người lạ vì sợ bị phạt. Vì theo quy định, việc bán vàng miếng SJC phải được cơ quan chức năng cấp phép. Nếu bị phát hiện giao dịch trái phép, tiệm vàng có thể bị tước giấy phép kinh doanh. Tuy vậy, chủ tiệm vàng này nói nhỏ, khi nào tiệm thu mua được vàng miếng SJC từ khách quen sẽ điện thoại cho anh đến giao dịch theo mức giá do công ty SJC công bố. Ghi nhận trên các diễn đàn, mạng xã hội, một số công ty vàng vẫn thông báo giá giao dịch vàng miếng SJC cho khách hàng quen. Theo đó, mức giá phổ biến nay là từ 80,1 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 81,5 triệu đồng một lượng chiều bán ra, tức cao hơn 4 đến 5 triệu đồng một lượng so với giá bình ổn. Những người xếp hàng mua vàng ở công ty SJC, Ngân hàng Thương mại Quốc doanh với giá 76,98 triệu đồng một lượng có thể bán lại cho người thân quen hoặc bạn bè để ăn chênh lệch. Rất khó để kiểm soát những nhu cầu thực tế này. Do đó, để giảm tình trạng vàng hai giá cần biện pháp thị trường. Giám đốc công ty vàng này nhận định, liên quan đến tình trạng vàng hai giá trên thị trường hiện nay, chuyên gia vàng Nguyễn Ngọc Trọng đề xuất cần tăng cung vàng miếng SJC bằng cách mở rộng mạng lưới bán vàng cho các công ty và ngân hàng thương mại khác. Cụ thể, cần mở rộng hệ thống bán ở người dân và nhiều khu vực, tỉnh thành đều có thể mua vàng miếng, thay vì đổ dồn về hai thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh. Nếu không, sẽ tạo ra sự khan hiếm và kích thích nhu cầu mua vàng của người dân. Các ngân hàng thương mại có mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch lớn có thể mở rộng các điểm bán vàng miếng ra các tỉnh thành. Giải pháp trước mắt hiện nay là cho phép đăng ký mua vàng online như cách 4 ngân hàng quốc doanh đang làm. Khách hàng dễ dàng đặt mua, chốt giá, chuyển tiền và sau một vài ngày sẽ đến điểm bán để nhận vàng. Khi mạng lưới phân phối đủ lớn, nhu cầu mua vàng của người dân sẽ giảm dần. Ông Trọng nói, một chuyên gia cho rằng khi còn nhiều người muốn mua vàng miếng chưa tiếp cận được vì mạng lưới bán vàng hiện tại chưa nhiều thì khó tránh khỏi tình trạng vàng hai giá, giá chợ đen như câu chuyện của đô la Mỹ tự do thời gian qua. Thực tế, để giảm áp lực cho các điểm bán vàng, từ ngày 17 tháng 6, cả 4 ngân hàng thương mại quốc doanh đều đã triển khai cho khách hàng đăng ký mua vàng trực tuyến thay vì phải chen lấn xếp hàng như những ngày trước.
lãnh đạo một ngân hàng thương mại quốc doanh đánh giá giải pháp bán vàng miếng trực tiếp của ngân hàng nhà nước cho người dân thông qua hệ thống ngân hàng thương mại quốc doanh và công ty SJC đã góp phần hạ nhiệt giá vàng miếng. Hiệu quả rõ nhất là giá vàng miếng SJC đã giảm mạnh những ngày qua và thu hẹp khoảng cách với thế giới xuống còn khoảng 4 đến 6 triệu đồng một lượng. Đây là giải pháp trong ngắn hạn và có thể phải triển khai thêm một thời gian nữa cho đến khi Nghị định 24 của Chính phủ về quản lý thị trường vàng được sửa đổi. Theo tôi, có thể sửa nghị định này theo hướng bỏ độc quyền vàng miếng SJC, bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng, lãnh đạo ngân hàng này nói. Tiến sĩ Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính cho rằng vàng là một kênh đầu tư truyền thống của người dân bên cạnh các kênh quen thuộc khác như bất động sản, gửi tiết kiệm. Bởi vậy, để người dân giảm đầu tư vào vàng và biến vàng thành nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, giải pháp căn cơ là nhà nước cần khuyến khích phát triển các kênh đầu tư khác như cổ phiếu, trái phiếu, đồng thời phải tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô để người dân yên tâm bỏ tiền đầu tư. Giáo sư tiến sĩ Trần Thọ Đạt, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia nhận định, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, vàng có thể là kênh trú ẩn an toàn. Nhưng ở góc độ đầu tư, vàng không phải là nơi sinh lời tốt so với các kênh khác. Vàng lại đang có nhiều rủi ro và nhà nước cũng không khuyến khích người dân tích trữ vàng. Nếu người dân tiếp tục đẩy mạnh mua vàng thì nguồn lực sẽ nằm im, không có lợi cho nền kinh tế. Về lâu dài, chính phủ cần có giải pháp làm cho các kênh đầu tư khác trở nên hấp dẫn hơn để người dân có lựa chọn thay thế, giảm tập trung vào vàng, ông Đạt nói. Giá vàng miếng SJC giữa các ngân hàng chênh lệch lớn. Tưởng chừng chỉ có khái niệm cửa hàng bán vàng và ngân hàng bán vàng, nhưng thực tế, ngay giữa các ngân hàng thì chênh lệch giá bán vàng miếng SJC giữa các ngân hàng thương mại cổ phần với 4 ngân hàng nhóm Big Four lên đến nhiều triệu đồng. Thậm chí, một nhà băng còn bán vàng miếng SJC cao hơn Big Four tới 5,02 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, nếu 4 ngân hàng thương mại nhà nước Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV đang bán vàng miếng SJC với mức giá 76,98 triệu đồng một lượng trong 6 phiên liên tiếp gần đây, thì giá vàng SJC tại các ngân hàng thương mại cổ phần vẫn được niêm yết với giá cao hơn hàng triệu đồng. Theo mức giá niêm yết công khai, ngày 13 tháng 6, giá vàng miếng SJC được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) bán ra là 82 triệu đồng một lượng, giá ngân hàng này mua vào là 78,5 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá giữa mua vào và bán ra là 3,5 triệu đồng một lượng. So với mức giá bán ra 76,98 triệu đồng một lượng, tại khối Ngân hàng Thương mại Nhà nước, giá vàng miếng SJC tại HDBank đang cao hơn 5,02 triệu đồng một lượng. Thực tế chỉ ra giá vàng miếng SJC giữa các ngân hàng chênh lệch lớn. Tính riêng giá mua vào của HDBank cũng cao hơn tới 1,52 triệu đồng một lượng so với giá bán ra tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Mức chênh lệch quá lớn này phần nào lý giải vì sao dòng người vẫn chen nhau xếp hàng mua vàng tại các ngân hàng thương mại nhà nước bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Không chỉ tại HDBank, giá bán vàng miếng SJC tại các ngân hàng thương mại cổ phần khác cũng đang có mức chênh lệch khá lớn so với giá bán tại 4 ông lớn Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV. Mức chênh lệch thấp hơn diễn ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank. Nhà băng này công bố giá vàng miếng SJC bán ra ngày 13 tháng 6 là 78,98 triệu đồng một lượng, trong khi giá mua vào là 74,98 triệu đồng một lượng. Lại một lần nữa chứng tỏ giá vàng miếng SJC giữa các ngân hàng chênh lệch lớn. Hiện, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tại Eximbank là 4 triệu đồng một lượng. So với giá bán tại Ngân hàng Thương mại Nhà nước, giá vàng miếng do Eximbank bán ra đang cao hơn 2 triệu đồng một lượng. Trao đổi với Vietnamnet, đại diện truyền thông một trong số những ngân hàng trên lý giải, giá vàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần cao hơn là do Ngân hàng Nhà nước chỉ can thiệp bán vàng trực tiếp cho 4 Ngân hàng Thương mại Nhà nước và công ty SJC, trong khi Ngân hàng Thương mại Cổ phần không thuộc đối tượng này. Trong 6 phiên Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng thành công gần đây, bên cạnh các doanh nghiệp kinh doanh vàng còn có sự góp mặt thường xuyên của các tổ chức tín dụng trên. Sáng 13 tháng 6, các ngân hàng thương mại nhà nước công bố giá bán vàng miếng SJC là 76,98 triệu đồng một lượng, giữ nguyên so với 5 phiên liên tiếp trước đó. Trong khi đó, tại các điểm bán vàng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC, giá vàng miếng SJC được công ty này niêm yết bằng với giá bán của các ngân hàng thương mại nhà nước Big Four, nhưng không phải ai cũng dễ dàng mua được vàng.
Sáng 13 tháng 6, phóng viên Vietnamnet đã đến hỏi mua vàng tại một số cửa hàng của SJC tại Hà Nội và đều nhận được câu trả lời đã hết số thứ tự để mua vàng trong ngày. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!